Xin kính chào quý bà con, thưa quý bà con. Giá lúa cập nhật ngày 9/3/2024, giá lúa đi ngang. Giá lúa hôm nay tại đồng bằng sông Cửu Long đi ngang. Sau khi có những biến động vào những ngày gần đây, ghi nhận tại các địa phương hôm nay, lúa và gạo về nhà máy ổn định, các kho mua đều. Tại An Giang, các kho lựa mặt gạo mua vào, giá gạo đẹp nhích nhẹ. Ở Tân Hiệp, Kiên Giang, lúa về nhiều, giá các loại sáng nay ít biến động. Giá tham khảo hôm nay. Tại An Giang, nếp An Giang 7.000 tới 7.200, nếp Long An 7.700 tới 7.800, OM 380 7.200 tới 7.300, IR 504 7.300 tới 7.400, Nàng Hoa 8.300 tới 8.500 đồng, Đài Thơm 8 7.700 tới 7.900, OM 5451 7.500 tới 7.600, OM 18 7.600 tới 7.800 và OM 4900 7.400 tới 7.500. Tại Kiên Giang, IR 504 giá 7.300 tới 7.400, OM 380 7.200 tới 7.300, Đài Thơm 8 7.700 tới 7.900, OM 5451 7.500 tới 7.600, OM 18 7.600 tới 7.800, Nàng Hoa giá 8.300 tới 8.500 đồng, RVT 7.900 tới 8.100, DS1 7.500 tới 7.600, ST21 7.900 tới 8.000 đồng, ST24 25 giá 8.100 tới 8.200, OM34 7.400 tới 7.500, Jasmine 7.800 tới 8.000 đồng, Travonica 7.700 tới 7.900. Tại Cần Thơ, Hậu Giang, IR504 7.300 tới 7.400, OM 380 7.200 tới 7.300, Đài Thơm 8 7.700 tới 7.900, OM 5451 7.500 tới 7.700, OM 18 7.600 tới 7.800, Nàng Hoa 8.300 tới 8.500, ST 21 7.900 tới 8.000 đồng, ST 24 25 8.100 tới 8.200, OM 34 7.200 tới 7.300, Jasmine 7.800 tới 8.000, Travonica 7.900 tới 8.000 đồng. Tại Đồng Tháp, IR 504 7.300 tới 7.400, OM 380 7.200 tới 7.300, Đài Thơm 8 7.700 tới 7.900, OM 54 51 7.500 tới 7.700, OM 18 7.600 tới 7.800, Nàng Hoa 8.300 tới 8.500, OM 4900 7.500 tới 7.600, nếp An Giang 7.000 tới 7.200, nếp Long An 7.700 tới 7.800. Tại Sóc Trăng, IR 504 7.300 tới 7.400, OM 380 7.200 tới 7.300, Đài Thơm 8 7.700 tới 7.800, OM 5451 7.400 tới 7.600, OM 18 7.500 tới 7.700, OM 4900 7.400 tới 7.500, Tài Nguyên 8.300 tới 8.500, RVT 7.900 tới 8.100, VNR 20 7.400 tới 7.600, ST 21 7.900 tới 8.000 đồng, ST 24 25 8.100 tới 8.200, OM 34 7.200 tới 7.300, Jasmine 7.700 tới 7.900, DS1 7.600 tới 7.800. Tại Bạc Liêu, Cà Mau, IR 504 7.300 tới 7.400, OM 380 7.200 tới 7.300, Đài Thơm 8 7.700 tới 7.800, OM 5451 7.400 tới 7.600, OM 18 7.500 tới 7.700, Nàng Hoa 8.400 tới 8.500, RVT 7.900 tới 8.100, VNR 20 7.400 tới 7.600, ST 21 7.900 tới 8.000 đồng, ST 24 25 8.100 tới 8.200, OM 34 7.200 tới 7.300, Jasmine 7.700 tới 7.900, DS1 7.600 tới 7.800. Tại Long An, Tiền Giang, nếp Long An 7.700 tới 8.000 đồng, IR 504 7.300 tới 7.500, OM 380 7.200 tới 7.400, Đài Thơm 8 7.700 tới 8.000 đồng, OM 5451 giá 7.400 tới 7.600, OM 18 7.500 tới 7.700, RVT 7.800 tới 8.000 đồng, ST 21 8.000 tới 8.200, ST 24 25 8.400 tới 8.500, OM 34 7.300 tới 7.400, Jasmine 7.600 tới 7.700, DS1 7.700 tới 7.900.
tại Vĩnh Long, Trà Vinh, IR 504 7003 tới 7004, OM 380 7003 tới 7004. Đài thơm 8 OM 18, đài thơm 8 7007 tới 7009 nha bà con. OM 5451 thì 7004 tới 7006 và OM 18 giá 7007 tới 7008. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.